Thưa quý vị, các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức chung tay góp sức tạo phong trào xu thế phát triển nhà ở xã hội, đặt mình vào địa vị của người khác và đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động, trong đó có việc nghiên cứu triển khai gói tín dụng cho người mua với thời gian từ 10 đến 15 năm và lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5%. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội vừa diễn ra sáng nay ngày 16 tháng 3. Thời gian qua, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, được dành tối đa 20% tổng diện tích đất để xây dựng công trình, dịch vụ, nhà ở thương mại, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án. Chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất. Từ năm 2021 đến nay, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn hộ. Trong đó, 72 dự án đã hoàn thành với quy mô hơn 38.000 căn, 129 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô gần 115.000 căn, 298 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần 259.000 căn. Cùng với đó là gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Vấn đề cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được tăng cường, phân cấp phân quyền, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, thủ tục về đất đai, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nhanh thực hiện đề án. Cái vị trí để phát triển nhà ở xã hội, chúng ta hiện nay đang đưa cái nhà xã hội ra ở những vị trí nó khá xa ở những cái trung tâm. Và chúng ta đều biết rằng cái người mà thu nhập thấp ấy, thì người ta phải tốn rất nhiều thời gian trong một ngày để làm việc, có khi 8 tiếng, 12 tiếng. Người ta lại bất việc là con cái nhỏ và người ta rất cần có những điều kiện ở trung tâm để người ta đảm bảo cái cuộc sống. Thế nếu chúng ta mà đưa người ta ra qua xa, phương tiện đi lại không có, mất thời gian và người ta sẽ không muốn đi xa. Cái nghề về cái chung là nên ra lại tạo một cái khung pháp lý tương đối mềm, linh hoạt cho các địa phương có điều kiện khác nhau và trách nhiệm chính là chính quyền địa phương phải xây dựng, bởi vì nó là bộ phận cực kỳ quan trọng trong vấn đề an sinh xã hội. Đó là cái điểm thứ nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, các doanh nghiệp, cả nước đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội so với mục tiêu, yêu cầu, mong muốn thì chưa đạt được. Nhiều địa phương chưa có sẵn quỹ đất sạch để làm nhà ở xã hội. Một số dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương có quy hoạch nhưng lại cấp cho các nhà đầu tư còn yếu về năng lực, trong khi có doanh nghiệp lại thiếu động lực triển khai vì mức lợi nhuận quy định tối đa chỉ 10%, thời gian triển khai thành công một dự án từ 3 đến 5 năm, dẫn tới không hấp dẫn nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có khả năng triển khai. Việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng còn chậm so với mong muốn và nhu cầu thực tiễn, nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính. Nhà ở xã hội là nhà ở bình thường như các loại nhà ở khác. Phải khẳng định cái điều này. Phải đảm bảo phải có chất lượng này, an toàn vệ sinh môi trường, ăn ở cho người dân. Phải đảm bảo cái hạ tầng về y tế, về giáo dục, về xã hội và các cái dịch vụ khác. Rồi đảm bảo cái điện, nước, rồi cấp thoát nước, vệ sinh môi trường. Cơ chế chính sách cho người mua và người bán. Người mua thì phải cơ chế chính sách gì? Người bán thì phải có cơ chế chính sách gì? Mà nhất là đối với lại đối tượng là người nghèo, đối tượng là công nhân, đối tượng là yếu thế và những cái khu vực nó khó khăn về nhà ở, rồi đối với lực lượng vũ trang. Và có chỗ ở cho người ta để đảm bảo cái an cư lập nghiệp, để đảm bảo cái an sinh xã hội, đảm bảo cái tiến bộ và công bằng xã hội.
để phát triển nhà ở xã hội, trong đó triển khai nhanh hiệu quả đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ thể có liên quan phải mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải làm hết trách nhiệm, tâm huyết. Từng chủ thể phải phát huy hết khả năng của mình, đặt mình vào địa vị của người khác. Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân cần chung sức chung lòng, góp gió thành bão. Cần phải xem xét hành lang pháp lý. Các địa phương khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương. Trong đó, làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân. Phải có từng người một, từng cái chủ thể một, chính phủ thì phải nắm chắc cái tình hình, phản ứng kịp thời chính sách, rồi đề xuất với lại các cấp có thẩm quyền những cái chính sách mà vượt thẩm quyền để đảm bảo cái chính sách xã hội, cái chính sách nhà ở xã hội cho nó phù hợp với tình hình và nó phát triển đúng với quy luật thị trường. Cái thứ hai là đối với các bộ, các ngành, thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước thì tập trung xây dựng sớm ban hành các cái nghị định, văn bản quy định như ban nãy tôi nói, để trên cơ sở đấy là tinh thần là phân cấp tối đa cho các cấp các ngành, rồi phân bổ cái nguồn lực. Và cái thứ hai là cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính, cắt giảm cái chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi nâng cao cái năng lực thực thi của cán bộ ở dưới. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành liên quan, Thủ tướng đặc biệt lưu ý Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời gian từ 10 đến 15 năm và lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5% so với cho vay thương mại. Nghiên cứu xem xét hạ mức lãi suất cho vay, nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp. Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở xã hội, chính sách thuế phù hợp. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công. Người dân cũng phải có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong tiếp cận nhà ở, cố gắng cao nhất trong điều kiện có thể, tinh thần là không ai lo cho mình tốt hơn mình, cùng với các chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng. Sáng nay tại Bắc Giang đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế 1884-2024. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại biểu các bộ ban ngành Trung ương đã tới dự. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược, khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 được đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân có quy mô lớn nhất và oanh liệt nhất. Dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, nghĩa quân đã khiến thực dân Pháp phải lùi bước và buộc phải hai lần ký hòa hoãn vào các năm 1894 và 1901. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, lịch sử và nhân dân mãi ghi nhớ công lao to lớn của nghĩa quân Yên Thế, đặc biệt là người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Việc tổ chức kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế là để ôn lại trang lịch sử hào hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc và tri ân anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước. Sáng nay tại khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tưởng niệm 56 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát. Cách đây 56 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ đã bị địch sát hại. Phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã vĩnh viễn lìa cõi đời một cách bi thương, thảm khốc. Vụ thảm sát này là một trong rất nhiều tội ác dã man mà quân xâm lược đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi nói riêng, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 56 năm qua, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung tha thứ, chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ, du khách tham quan, tưởng niệm, khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bạn bè,
với các quốc gia, các dân tộc cùng khát vọng hòa bình, tiến bộ. Đây là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt Nam. Trong đó, có những người dân Sơn Mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn mình những vết thương chiến tranh. Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân địa phương đã dâng hương hoa tưởng niệm những người dân vô tội đã bị giết hại cách đây 56 năm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước thực trạng nhiều xe ba bánh tự chế, xe cơi nới chở hàng công cành không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng đã lập hàng loạt chốt xử lý xe ba bánh tự chế, công nông, xe chở hàng hóa công cành, đặc biệt là các xe giả thương binh vận chuyển hàng hóa. Tổ công tác sẽ triển khai đợt ra quân thường xuyên, liên tục, nghiêm minh để răn đe vi phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập để kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kiểm tra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 15 tháng 3, tài xế Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại Yên Tân, Ý Yên, Nam Định, điều khiển xe bán tải Ford màu cam, biển kiểm soát 29C85642 bị Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kiểm tra lỗi vi phạm đỗ nơi có biển cấm đỗ. Quá trình kiểm tra, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế Dũng đã bất ngờ lên xe, nổ máy đâm vào xe công an phường, làm phương tiện bị hư hỏng. Trong quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy và 1 xe tải, không gây thiệt hại về người. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Hành vi vi phạm của Lê Tiến Dũng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Hàng chục hộ dân sống tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang lo lắng bất an khi những ngôi nhà của họ bị sụt lún nứt nẻ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ rung chấn mạnh của máy móc lu đầm khi thi công đường tránh quốc lộ 12A. Các đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp khắc phục để người dân yên tâm sinh sống. Căn nhà này vừa được đưa vào sử dụng 2 năm nhưng đã xuất hiện các vết nứt và sụt lún tại khu vực nền, tường và dầm. Nguyên nhân là do thời gian qua, trong quá trình thi công đường tránh quốc lộ 12A, máy lu đã gây rung chấn khiến căn nhà bị ảnh hưởng. Trong nhà là rung hết cả ban ghế, dương là rung như là đông đất đó nè. Hiện tại bây giờ thì nhà hẳn rất nhiều và trần nhà này, tường nhà này và có những cái bể nước lọc á, là nứt và nước chảy ra ngoài luôn. Để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân thì cá nhân tôi đề nghị là cơ quan chức năng có biện pháp như thế nào, cam kết cái mức độ thiệt hại cũng như công tác hỗ trợ đền bù để cho người dân đảm bảo yên tâm cuộc sống cũng như là sản xuất lâu dài ổn định. Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12A, đoạn tránh thị xã Ba Đồn do Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến hơn 40 nhà dân, người dân đã yêu cầu dừng thi công nên tiến độ công trình cũng bị ảnh hưởng. Tôi cũng đã có cái liên hệ với chủ đầu tư, đơn vị thi công để các cái cơ quan đơn vị này cũng phối hợp với huyện để là tổ chức cái gặp gỡ đối thoại với bà con để rõ thêm cái thông tin cũng như là cái phương án xử lý. Đồng thời huyện cũng đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư có cái phương án thi công phù hợp để là bảo đảm cái quyền lợi cho người dân cũng như là cái môi trường sống của người dân. Hiện nay, cơ quan chức năng, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm đã tiến hành khảo sát, làm rõ nguyên nhân thiệt hại để có phương án đền bù. Tuy nhiên, phương án đền bù khắc phục hậu quả cần được triển khai nhanh chóng để người dân an tâm, ổn định cuộc sống, đồng thời đảm bảo tiến độ công trình đề ra.
Thưa quý vị, những rườm rà phức tạp trong thủ tục hành chính cùng các tiêu cực xung quanh quá trình đăng ký đất đai đang gây nhiều bức xúc cho người dân doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều giải pháp đang được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Tại văn phòng đăng ký đất đai này, sau nhiều lùm xùm liên quan đến tham nhũng tiêu cực, hiện tại việc giải quyết các thủ tục hành chính đang được kiểm soát chặt chẽ, trình tự chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai đều được công khai, hồ sơ sau khi tiếp nhận được trả đúng hạn. Các anh cũng có giấy hẹn bảo hoàng, tất cả là nó cũng có theo kiểu là giấy tờ để giải quyết, thì cũng chưa thấy có cái việc gì mà nó trục trặc á. Để tăng cường kỷ cương khi thi hành công vụ, các cơ quan có liên quan của tỉnh Thanh Hóa cũng đã tăng cường hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn tiêu cực, nghiêm cấm cán bộ can thiệp và gây trở ngại tới việc xử lý hồ sơ thủ tục, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thành lập cái tổ công tác là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng kiểm tra, kiểm soát cái việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn tỉnh. Và nếu như mà phát hiện những các cái hành vi tiêu cực hoặc là có vi phạm pháp luật thì sẽ chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tham nhũng và tăng cường kỷ luật trong thi hành công vụ và thực hiện nghiêm cái quy định về thời hạn công chức giữ thời gian làm việc ở các bộ phận mà có tiếp xúc với người nộp thuế nhằm hạn chế các cái tiêu cực có thể xảy ra. Cùng với kiểm tra giám sát phát hiện xử lý tiêu cực, các cơ quan sẽ rà soát những trường hợp cán bộ đùn đẩy, sợ sai, né tránh trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, có phương án kiểm điểm xử lý hoặc điều chuyển thay thế, bảo đảm hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Thưa quý vị, các tỉnh Tây Nguyên hiện có hàng ngàn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, già làng là người có uy tín, được cộng đồng bầu chọn, suy tôn, là nhịp cầu kết nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa luật pháp với luật tục, giữa chính quyền với bà con buôn làng. Họ chính là điểm tựa của bà con trong các hoạt động đời sống văn hóa tinh thần. Nhiều năm qua, già làng A Chủ, thôn Đắc Quét, xã Đắc Pờ Si, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum luôn đi đầu tích cực tham gia vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ các chương trình của nhà nước hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, già làng đã động viên bà con tận dụng tư liệu sản xuất, canh tác cây công nghiệp, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi để thoát nghèo bền vững. Ngày xưa chưa có cái gì hết. Bây giờ có thấy nhà nước có quan tâm một chút để có được có cây chăn nuôi, bữa có được có vốn để về sinh kế. Cái nào của bà con chưa biết thì bà ông già sẽ tuyên truyền cho bà con biết phải làm. Trước đây thì bà con làm thì làm một vụ thì làm lại thì không đủ ăn, ông già phải tuyên truyền, phải cố gắng làm hai vụ cà phê, cà su bò lời đó, phát triển chăn nuôi nữa. Gia đình nào cũng không đoàn kết, ông già phải tuyên truyền, phải vận động từng nhà một. Xã Đắc Pờ Si là xã vùng sâu khó khăn của huyện Đắc Hà với hơn 90% là người dân tộc Sơ Đăng. Để sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các chương trình đầu tư hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, chăn nuôi được đi vào thực tế, chính quyền địa phương đã tăng cường phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Vai trò của các già làng trên địa bàn xã rất là quan trọng trong cái việc mà cùng tuyên truyền vận động bà con ứng dụng những cái khoa học công nghệ vào trong lao động sản xuất, qua đó là cải thiện cái đời sống vật chất của người dân tại địa phương. Già làng, người có uy tín luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền và vận động bà con. Họ là những nhịp cầu nối ý đảng lòng dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó ổn định đời sống, an ninh buôn làng tại tỉnh miền núi của Tây Nguyên với hơn 43 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tiếp theo chương trình, biến chứng khôn lường từ việc chữa mẹo hóc dị vật. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2024, chiều nay Báo Nhân dân tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề Những khoảnh khắc đẹp của Hội báo Toàn quốc 2024. Ban tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề Những khoảnh khắc đẹp của Hội báo Toàn quốc 2024 đã nhận được hàng trăm tác phẩm ảnh chất lượng của các tác giả ảnh gửi về tham dự cuộc thi. Các tác phẩm phản ánh sinh động tất cả các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội báo. Đây là lần thứ ba cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hội báo hàng năm.
ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, nhì, ba cho 6 tác phẩm sáng tác nhanh. Cuộc thi đã trở thành một sân chơi giao lưu vui vẻ, hấp dẫn của báo Nhân dân và đông đảo nhà báo, nhiếp ảnh gia và công chúng yêu ảnh. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, tại thành phố Nam Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Festival Phở 2024 với chủ đề Con đường Phở Việt nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực phở, góp phần quảng bá món phở vươn xa hơn nữa trên bản đồ tinh hoa ẩm thực thế giới. Sự kiện thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, tìm hiểu và thưởng thức các loại phở Việt Nam. Festival Phở năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 65 nghệ nhân đầu bếp và chuyên gia đầu bếp. Festival cũng quy tụ 50 gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu tham gia quảng bá hình ảnh và thương hiệu phở Việt đến từ mọi miền trên cả nước như phở Thìn, phở Ngô Hà Giang, phở Chua Lạng Sơn, phở Atiso Đà Lạt, phở Lâm Đồng, phở Sắn Quảng Nam, phở Bột Chuối Xanh, phở Gia Lai. Đây là một cái dịp mà rất là tốt để mà chúng ta có thể quảng bá những cái thương hiệu, những cái món ăn mà rất là đặc thù. Mà tôi nghĩ là nếu mà được thì chúng ta có thể nên duy trì và tiếp tục phát huy nó nhiều lần và hơn thế nữa. Không phải chỉ ở Nam Định không, có thể là ở các thành phố khác, thậm chí là có thể mang đi ra quốc tế để tham gia các hội chợ. Và tôi nghĩ là phở là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phan Văn. Theo ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra Festival Phở 2024, có rất nhiều hoạt động diễn ra để thúc đẩy quảng bá văn hóa phở. Đây cũng là dịp để các chuyên gia ẩm thực, chủ cơ sở làm phở gia truyền trong cả nước trao đổi, làm rõ nét đặc trưng của phở truyền thống, sự phát triển của nghề làm phở hiện nay. Ngoài cái việc mà muốn lan tỏa, phục dựng, phát triển, thì chúng tôi muốn là để cho mọi người thấy rằng đã đến lúc chúng ta phải làm một cái gì đó cho món phở. Để làm thế nào để xây dựng bộ hồ sơ công nhận phở là món ăn di sản vật thể của nhân loại. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để định chuẩn về gia vị, định chuẩn về ẩm thực, định chuẩn về câu chuyện văn hóa, đặc biệt để du khách nước ngoài hoặc là những cái thế hệ trẻ bây giờ hiểu sâu hơn về cái món ăn phở này. Festival Phở 2024 là dịp để tỉnh Nam Định quảng bá hình ảnh và giới thiệu những giá trị độc đáo của các làng nghề truyền thống của địa phương, đồng thời quảng bá ẩm thực văn hóa cùng các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, xử lý hóc dị vật không nhanh chóng và kịp thời có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta không ý thức điều này mà tự chữa bệnh theo mẹo, khiến cho tình trạng càng nặng hơn và việc điều trị muộn càng khó khăn. Nửa năm nay, bệnh nhân này xuất hiện tình trạng ù tai, bị đau khi nói hoặc nhai, nuốt. Đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, gia đình không thể tin khi người nhà có một chiếc xương cá dài 3,5cm ở khu vực tai. Đây là trường hợp khó và hy hữu. Người nhà cho biết bệnh nhân này từng bị hóc xương cá một năm trước và đã đi chữa mẹo. Ngỡ tưởng rằng đã khỏi, nhưng không ngờ chiếc xương lại khiến ông phải phẫu thuật mở một bên hàm mới có thể gấp ra được. Họ cũng đắp thuốc cho ông đấy, đắp để cho xương nó ra. Nhưng ông không nghĩ là xương nó to như thế, dài như thế. Gia đình cứ suy đoán thôi. Chắc là nó cũng kiểu như là cái kim nó nhọn nhọn thì nó cứ từ tìm tìm dần nó trồi lên thôi. Xương này nó nằm ở một vị trí cực kỳ khó, tức là nó nằm ở phía chân hố thái dương, nằm ở trong mỏm châm thì khi mà mở ra đường ngoài là phải lật hết cả cái vùng xương hàm dưới này lên, tức là làm hoàn toàn dưới gầm của cái xương hàm dưới này thì mới được vào được đến cái phần cao của cái mỏm châm và cái nền sọ. Thế thì nếu gọi ca này là khó thì là vô cùng khó. Chữa bằng mẹo là cách mà nhiều người sử dụng sau khi bị hóc xương. Tuy nhiên cũng vì thế mà nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nặng nề. Bởi xương cá tuy nhỏ nhưng nếu để lâu có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng, tạo áp xe và nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện không khuyến cáo như vậy. Bởi vì xương thì khi mà đã hóc vào trong họng, trong đường ăn ấy, thì nên được là lấy ra bằng các cái phương tiện và dụng cụ hiện đại. Chứ còn nếu chúng ta chữa bằng mẹo thì xương đó có thể mắc vào bất cứ một bộ phận nào của cơ thể, từ phần cổ, đấy, phần tai, phần mũi, phần họng, và lâu dài sẽ gây những biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết, nếu không may hóc xương, người dân cần tới cơ sở y tế, đặc biệt là khi xuất hiện các triệu chứng kèm theo như không hết đau sau vài giờ, không nuốt được, sưng ở đầu, mặt, cổ, sốt, khó thở.
Thưa quý vị, trong dòng chảy của thời đại, nghệ thuật âm nhạc truyền thống của Việt Nam vẫn luôn có sức sống mãnh liệt, phản ánh tâm tư, tình cảm, đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, từ lời ru của bà, của mẹ, từ giai điệu dân ca, từ những câu hát sẩm, những làn điệu quan họ chèo âm thầm chảy trong đời sống của người Việt bao đời nay. Nặng lòng với âm nhạc truyền thống và muốn gìn giữ, lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống trong thế hệ trẻ, những người nghệ sĩ chính là sợi dây nối dài để lưu giữ giá trị quý báu của âm nhạc dân tộc. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Bình, từ nhỏ Tô Minh Cường đã được nghe những âm hưởng ngọt ngào, da diết của các làn điệu dân ca quê lúa hồn hậu. Những giai điệu dân gian được kết tinh từ lời ru, tiếng hát của mẹ hay câu hát ngân nga à ơi ví dặm của bà. Tất cả đã ngấm dần vào anh từ lúc nào không biết. Để rồi nghệ thuật dân gian truyền thống đã trở thành niềm đam mê, là con đường anh chọn theo đuổi khi trưởng thành. Mỗi bài hát là một câu chuyện kể về tình yêu con người, và nó giúp con người ta yêu thương nhau hơn, nhớ về cội nguồn hơn, và quan trọng là cái tình dân tộc, cái tính dân tộc, cái tính nhân văn nó chứa đựng và làm cho không những người Việt Nam chúng ta yêu mến nó, và ngay cả những người nước ngoài khi đặt chân tới Việt Nam họ không yêu mến, họ cũng trân trọng những giá trị tinh hoa của cha ông ta để lại. Đây là một trong những buổi biểu diễn phục vụ công chúng cuối tuần tại địa điểm Ô Quan Trường của các thành viên trong Trung tâm Âm nhạc Truyền thống Thăng Long. Trung tâm Âm nhạc Truyền thống Thăng Long do nghệ sĩ Vũ Văn Tuấn thành lập từ năm 2016 là nơi đào tạo, giảng dạy về nhạc cụ truyền thống, kết nối nghệ nhân, nghệ sĩ với những người yêu âm nhạc truyền thống. Từ đó, công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ thêm hiểu, thêm yêu những giai điệu truyền thống Việt Nam. Chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ và cũng có một cái niềm tin mãnh liệt rằng là nghệ thuật hát sẩm nói riêng cũng như là âm nhạc dân gian nói chung sẽ có một cái tương lai rực rỡ, phát triển mạnh mẽ hơn nữa và được du khách trong nước cũng như là quốc tế đón nhận. Đây là lớp học về âm nhạc truyền thống miễn phí, không giới hạn về độ tuổi. Họ đều có điểm chung là đam mê với làn điệu truyền thống, mong muốn gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại. Không chỉ truyền dạy về kỹ thuật, nghệ sĩ Tô Minh Cường còn truyền cả tình yêu và trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc. Khi mà nghe thì cũng thấy nó rất là dễ chịu. Nghe các thầy cô và chuyên nghiệp mà hát thì sẽ thấy nó rất là dễ ngấm. Gặp nhiều khó khăn thách thức, những cái bước đi đầu tiên người ta đầu tiên người ta cũng chưa để đón nhận được nhiều, nhưng dần dần người ta nghe rồi là thấy là rất là hay. Đến bây giờ thì là rất nhiều các bạn trẻ đến học tập và biểu diễn tại trung tâm. Nghệ thuật truyền thống Việt Nam hiện nay vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điều trăn trở và mong mỏi lớn nhất của những người nghệ sĩ nặng lòng với âm nhạc truyền thống dân tộc đó là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để họ có thể yên tâm sống với nghề, cống hiến cho nghệ thuật, từ đó tạo cảm hứng sáng tác, để nghệ thuật truyền thống thực sự là những viên ngọc quý, là niềm tự hào của dân tộc. Đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.